Thưa quý vị, từ ngày 12 đến 13 tháng 10, được sự ủy quyền của lãnh đạo chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có chuyến thăm Liên bang Nga để tham dự diễn đàn quốc tế lần thứ 6 tuần năng lượng Nga. Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã gặp và làm việc với Bộ trưởng Năng lượng Liên bang Nga Nikolai Suginov và Thứ trưởng Phát triển kinh tế Liên bang Nga Vladimir Ilyichev, tiếp một số doanh nghiệp lớn của Liên bang Nga trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Năng lượng Liên bang Nga đã ký thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa hai chính phủ về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí. Tham dự diễn đàn quốc tế tuần năng lượng Nga có hơn 4.000 khách mời đến từ hơn 60 quốc gia. Đây là năm thứ hai liên tiếp lãnh đạo chính phủ Việt Nam cử Bộ trưởng Bộ Công Thương tham dự diễn đàn, qua đó khẳng định năng lượng luôn là lĩnh vực hợp tác truyền thông và là một trong những trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt nam liên bang Nga. Từ ngày 12 đến 14 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vandermark, Pháp. Tỉnh Yên Bái và tỉnh Vandermark xây dựng mối quan hệ hợp tác đoàn kết và hữu nghị từ năm 1996. Tại phiên họp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư và thương mại, quảng bá du lịch tới du khách châu Âu, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ đưa các sản phẩm chủ lực của tỉnh Yên Bái như chè, quế, đá trắng, vào thị trường Pháp nói riêng và thị trường châu Âu nói chung. Trong thời gian tới, Yên Bái và tỉnh Vandermark sẽ tập trung phát triển hợp tác trên ba lĩnh vực chính là chuyển đổi sinh thái, quy hoạch và quản lý nước thải, chất thải đô thị và bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Lãnh đạo hai tỉnh ký kết thỏa thuận khung hợp tác giai đoạn 2023-2028 Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái cũng có các cuộc làm việc với đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và chính quyền thành phố Saint-Tuang-Suesen ở ngoại ô Paris để trao đổi về khả năng hợp tác như phát triển hạ tầng giao thông đô thị, y tế, giáo dục và thể thao. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa rất lớn, có nơi trên 400 mm. Với lượng mưa dự báo ở miền Trung có nơi lên tới 800 mm trong 2 ngày tới, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên mức cấp 4 đối với Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Trong 24 giờ qua, diễn biến tình hình mưa lũ tại Đà Nẵng và Huế rất phức tạp. Theo dự báo, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có lượng mưa từ 300 đến 500 mm, có nơi trên 800 mm. Ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120 mm. Ngoài ra ở khu vực phía Nam Nghệ An, Con Tum, Gia Lai có mưa vừa, cục bộ. Khu vực Nam Trung Bộ, các nơi khác ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông. Đây là lần đầu tiên, tình hình mưa lũ tại Huế và Đà Nẵng được nâng lên mức cảnh báo thiên tai ở mức độ 4. Trong những ngày tới, mưa lớn tại khu vực miền Trung vẫn diễn biến khó lường, người dân cần theo dõi các bản tin cảnh báo để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ.